Xin chào các bạn, ở những video trước thì Bảo Yến đã giới thiệu về motor với công suất là 3.5 kW. Đến với video ngày hôm nay, Bảo Yến sẽ giới thiệu cho các bạn một motor với công suất là 1.5 kW, chạy với tốc độ vòng tua chậm là 1.500 vòng trên phút. Và bây giờ hãy cùng Bảo Yến khám phá về động cơ này có tính năng như thế nào. Với công suất 1.5 kW này thì các bạn sẽ kết hợp được với các cái dạng đầu xịt một ngựa để tạo thành một đầu xe dây đai, hoặc là các bạn có thể sử dụng để gắn trên các cái máy băm cây, máy băm chuối hay là máy ép cắm viên vân vân rất nhiều. Thì động cơ được đúc nguyên khối bằng hợp kim nhôm rất dày dặn và chắc chắn. Phía dưới là một chân kê được làm dày dặn và chắc chắn, giảm sự rung lắc trong quá trình mà động cơ vận hành. Bên hông thì được thiết kế một cánh quạt tản nhiệt giúp động cơ không bị nóng. Kèm theo là một đầu nguồn để chúng ta kết nối trực tiếp dây điện từ động cơ ra. Pulley sẽ được gắn trực tiếp vào đây. Bên trong động cơ sẽ được làm hoàn toàn bằng 100% lõi đồng chính hãng. Kèm theo sẽ có một tờ sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Động cơ sẽ được bảo hành tới 12 tháng. Và nếu các bạn sử dụng mà lỗi do nhà sản xuất thì chúng ta sẽ được đổi mới hoàn toàn. Về thông số của động cơ thì mà động cơ với công suất là 1.5 kW đặt tốc độ vòng quay chậm là 1.500 vòng trên phút, sử dụng nguồn điện một pha 220V. Và bên trong động cơ chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm bởi vì bên trong sẽ là 100% lõi đồng chính hãng của toàn phát. Và vừa rồi Bảo Yến đã giới thiệu về tính năng của động cơ 1.5 kW này. Nếu các bạn muốn sở hữu ngay một động cơ trước mặt Bảo Yến đây thì chúng ta hãy liên hệ số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể hơn. Còn bây giờ Bảo Yến sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào!